Xin chào, hôm nay công ty Tekyo xin giới thiệu đến các bạn một dòng máy băm đa năng. Máy băm sơ dừa Tekyo. Trong những năm gần đây, nhu cầu chăn nuôi gia súc, gia cầm sạch tăng cao, việc sử dụng cám tăng trọng hoặc thuốc kích thích tăng trưởng hạn chế dần. Vì vậy, bà con thường tự chế biến thức ăn chăn nuôi từ những nguyên liệu sẵn có ở nông thôn như ngô, cỏ voi, cây sắn, bã mía, sơ dừa. Máy có thể băm được các loại rau, cây cỏ voi, cây sắn, cây ngô, cây chuối, sơ dừa, cho vật nuôi, và tính năng nghiền, các loại hạt ngũ cốc, ngô, khoai, sắn, cho gia súc, gia cầm. Theo máy bao gồm 4 mặt sàng phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Máy sử dụng điện 1 pha 220V, 3.5 kW, tốc độ không tải 2.900 vòng trên phút. Máy được thiết kế không quá lớn, phù hợp với nhu cầu sử dụng các hộ gia đình vừa và nhỏ. Khả năng băm nghiền đa năng cổ cao giúp nhà nông tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí đầu tư các loại máy móc băm nghiền khác nhau. Thiết kế máy gồm có 2 cửa nạp nguyên liệu, 2 cửa xạ và một buồng băm nghiền thức ăn. Dễ dàng sử dụng, hệ thống dao được nâng cấp hơn cho hiệu quả năng suất cao. Máy có 4 bánh xe cao su và các khóa cài xoay dễ dàng tháo lắp. Máy băm sơ dừa Tekyo giúp bà con chăn nuôi dễ dàng nghiền nhỏ nguyên liệu, tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp, sản phẩm băm. Nghiền nhỏ giúp cho hệ tiêu hóa của vật nuôi dễ dàng hấp thụ nguồn dinh dưỡng trong thức ăn, tăng khả năng miễn dịch, gia súc, gia cầm sẽ nhanh lớn, chất lượng thịt được nâng cao. Ngoài ra, nguyên liệu được băm, nghiền nhỏ ra có thể ủ làm phân bón cho cây trồng. Chế độ bảo hành đặc biệt 18 tháng theo chính sách của công ty. Motor lỗi bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng. Nếu do lỗi nhà sản xuất, công ty luôn có sẵn các thiết bị phụ kiện thay thế. Khách hàng có thể yên tâm sử dụng máy,